Đây, quay cho anh em xem mua xe rùa đó à. Đi đây nha anh em, cái này còn đẹp rất là đẹp. Hôm qua thì mình quay cho anh em xem là trên cồn trên trong bãi. Hôm nay theo lời anh em mình chở ra mình cho nó nổ hết rồi, nổ lấy ok rồi, rất là đẹp nha anh em. Con này là máy đời mới nha anh em, con này là máy 2007. Máy đời mới lắp xéo nha anh em, còn không? Nó có hai số tới, một số ve, số của nó mất rồi, số 1, số 2 tới, số ve đây là N là mo rồi, hai cái này là bút vệ lên cùng bận đồ nó, là còn bóp cái này là dở luôn á, nó phải dở được 200 kg nha anh em, cái nó ok hết nha anh em, rất siêu thuận lợi còn mới lắm. Đấy, của nó là giật nhẹ cái là nổ thôi, xe nổ như xe cúp luôn nha anh em, rất là ok. Anh em xem nhớ đăng ký ủng hộ mình, bên mình nha.